ngoài để chứng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2, 2019. Các vị nhớ rằng hôm qua chúng ta học một đoạn của Phật Tâm Ca. Và cái điều quan trọng là câu hỏi thứ hai, đó là các vị thuộc lòng chưa? Lòng chưa? Chưa ai thuộc hết. Hôm nay mình chép tặng cho các vị thêm đoạn kế tiếp cũng Phật Tâm Ca của Ngài Tế Trung Thượng Sĩ. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ học hết cái bài thơ này, thêm vài ba bài nữa trong cái khóa tu đầu năm của Thiền Đường Mây Từ. Hôm qua chúng ta học một đoạn 8 câu, phải không? Hôm nay thử học thêm đoạn nữa coi. Cũng Phật Tâm Ca. Tiếp theo nghe, xưa không tâm nay không Phật. Phàm thánh trời người như điện phất. Phàm thánh trời người như điện phất. Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực. Từ từ tính tiếp ha. Ủa, có ba hả? Xin lỗi. Thiếu một câu này. Câu thứ ba là câu tâm thể không thị cũng không phi. Câu này câu thứ ba nghe. Tâm thể không thị cũng không phi. Rồi mới tới cái câu cuối là phàm thánh chẳng hư cũng chẳng, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Không cần chép làm chi, chụp hình chắc ăn. Hay thiệt. Đúng là cái phương tiện của đời sống bây giờ nó tặng cho các vị rất là nhiều cái tiện nghi. Các vị không cần học đàn, nhưng mà các vị có quyền đem đàn cho mình hát cũng được, phải không? Rồi các vị không cần hát, các vị nhép miệng, nhưng mà ta tưởng các vị ca sĩ thiệt luôn. Thưa đại chúng, là nhất là cái lĩnh vực học đạo thì nó còn nhiều cái tiện nghi cho các vị hơn. Hồi xưa mình nhớ rằng mình học cực lắm, là mùa nghỉ hè 3 tháng là chép kinh chết bỏ.
Tại vì kinh đâu có in đủ cho học tăng học đâu. Một cái bộ kinh Lăng Nghiêm đó là phải chép, chép ngồi chép không nổi đâu. Tại ngồi hoài ngồi chịu không nổi, cho nên đóng cái bàn đứng thì chép, chép chữ Hán á. Do vậy cho nên bây giờ đôi khi mình cảm ơn những ngày tháng cực nhọc như vậy. Có như vậy cho nên mình viết chữ Hán nó rất là dễ dàng. Rồi cũng nhờ như vậy cho nên rồi đọc chữ Hán nó giống như đọc chữ Việt. Nó cũng là một cái cách mình đào tạo mình. Quan trọng hơn hết đó là thưa các vị là đời sống chư Tăng ngày xưa ăn uống rất là đạm bạc. Đạm bạc. Mình nhớ rằng là quanh năm buổi trưa của mình đó có một dĩa rau luộc, đó là món trường kỳ. Một cái chén nước rau muống luộc dầm tái cà chua. Đó là phong cách ăn uống ở những già lam của các thầy người Bắc nha. Đó là ăn uống rất đạm bạc. Sáng đi học mấy bà nhà bếp thương hâm cho miếng cơm nóng thì ăn chút nước tương là đi đó. Đi đó. Và cái sinh hoạt cho già lam mỗi ngày mình không đi học thì ở nhà mình bắt đầu làm việc từ lúc 4 5 giờ sáng, tụng kinh xong rồi là quét dọn lau chùi bao sấy lư hương Phật điện cho tới 9 giờ tối, 9 giờ tối được leo lên giường ngủ thôi. Và dường như mình chưa có một điều phàn nàn chi cả đối với đời sống già lam như vậy. Hết mực là cung kính các bậc thầy cho mình ở chùa, cho mình ăn cơm. Vô cùng là tri ân. Thế nhưng mà cái thế hệ bây giờ thưa các vị nuôi tăng chúng không đơn giản đâu. Rầy họ một tiếng mà hơi nặng lời bỏ đi mất. Và cái điều kiện sống mà nó hơi thiếu tiện nghi là họ nhìn nhìn họ đi cái chùa khác mất. Điều thứ ba nữa là có khi họ xuất gia họ không tìm mấy cái chùa có những vị thầy khó khăn hoặc là những cái chùa nhỏ nghèo nàn, họ chừa, họ lựa mấy cái già lam từ viện rất là tráng lệ họ xuất gia. Và họ xuất gia rồi bằng mọi cách phấn đấu để trở làm trở thành đệ tử được cưng của vị thầy đó, tại vì sớm muộn gì cũng thầy đó cũng chết. Họ kế thừa cái sự nghiệp huy hoàng đó cách rất là tự nhiên nha. Tâm thức của người tu bây giờ tìm được một người hết lòng phụng sự cho đạo cũng không phải dễ. Đó là còn kiếm được, còn kiếm được. Tại vì dù sao thì họ hướng ngoại, họ phụng sự như vậy thì họ có lợi, có danh, có được địa vị trong đời, có được cái sự kính trọng Phật tử thì kiếm còn ra. Thế nhưng mà kiếm một người xuất gia để có thể quay ngược lại cái sự thực tập hướng nội á, thì tìm không có dễ. Họ chỉ biết tu tập, họ chỉ biết thành tựu cái con đường đức hạnh của họ, giác ngộ của họ, thấu đạt Phật Pháp để làm cho ánh sáng chánh pháp Thế Tôn nó có mặt trên cuộc đời, dường như rất khó kiếm. Kiếm được người tu bây giờ thưa các vị giống như đãi cát tìm vàng. Đó là mình nói chuyện là chung chung. Điều thứ hai thưa các vị là trên đất nước Hoa Kỳ này kiếm người xuất gia nó càng khó hơn nữa. Các vị biết tại sao? Đất nước này là cái đất nước của cái điều kiện vật chất nó đang mời gọi. Người ta không có dạy chi vô chùa sống một đời sống quá ư là khiêm tốn, không có hưởng thụ dục lạc gì hết. Trong khi ở đời nó mời gọi siêng tí là có của có tiền. Và cái điều kiện hưởng thụ dục lạc ở đời nó rộng mở. Điều thứ hai là xã hội nó không có làm cái gì khó khăn để cho chúng ta lâm vô cái tình trạng bất an, bất hạnh gì phải lo lắng cả. Xã hội mở mà. Anh có quyền hưởng thụ, anh có quyền đi làm, anh có quyền kiếm tiền. Cộng cái điều thứ ba nữa thưa các vị, nếu như người trẻ thì họ được nuôi trong cái điều kiện văn hóa hưởng thụ của xã hội, của nền giáo dục Việt Nam, cho nên đến đây rồi thì cái nhu cầu họ không phải là đi tu.
Nhu cầu là nhu cầu kiếm tiền á. Phải có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có điều kiện vật dục, tiện nghi vật chất. Thế cho nên nơi đất nước Hoa Kỳ này kiếm người tu khó lắm. Những người có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ trưởng thành rồi tu á, thì thưa các vị, nó dễ trở thành người để đào tạo thành pháp khí cho già lam. Nói thế thì dường như mình hơi kỳ thị, nhưng mà nguyên tắc là vậy nghe. Trong cái điều kiện xã hội như vậy, vật chất thặng dư như vậy, họ đã thừa hưởng những tiện nghi của đời sống như vậy, cho nên giờ họ không thích nữa, họ đi tu, thì cái phần này rất rất dễ nuôi dưỡng. Họ không có cái nhu cầu vô chùa kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh gì cả. Thứ đó thường với họ quá nè, họ đi ngang đó, họ dậm trên đó nè. Cho nên đến với chùa đào tạo dễ lắm. Thế thì cái khó khăn nó xảy ra đó là các già lam từ viện Việt Nam qua đây, đa phần những vị thầy khai sơn tạo tự. Cái này mình nói chung chung nha, để trở lại vấn đề học. Nói trước cái vấn đề này cho các vị nghe một chút về đời sống ở đây và những người tu ở đây. Và thưa các vị, đa phần những người lãnh đạo già lam từ viện nơi đây thì họ đều có một cái quá trình hành đạo ở Việt Nam rất dài. Họ đã chịu khổ cực, họ đã được mài dũa. Họ trong cái điều kiện đời sống như vậy, họ vươn lên để họ thành đạt được cái địa vị một người tuổi vào 50, 60, 70, tức là họ có đạo hạnh, có uy tín. Đến đây họ lập chùa, tạo tự, họ xây dựng một già lam. Thì nó cũng không có đơn giản là những người trẻ nơi đây vô xuất gia mà tu hành dễ với họ. Và cái quy chế già lam là phải lựa người có hạ lạp dày, tại vì họ tin tưởng rằng là tu gần đó năm cho nên có đạo hạnh, cho nên lãnh đạo già lam. Thì nó có cái khó khăn đó là những người đó họ quen với cái văn hóa của Việt Nam, quen với cái đời sống kham khổ, kiệm đức, tri túc của già lam, và quen với cái phong cách đào tạo của nhà chùa. Thưa các vị, nó trở thành rất là cứng khi có mặt nơi đây hành đạo. Điều thứ nhất là cái nề nếp sinh hoạt của họ nó không cho phép những người trẻ nơi đây đến và sống được, những người trẻ được nuôi dưỡng trong cái điều kiện văn hóa Mỹ. Ít nhiều gì trên cái điều kiện văn hóa Mỹ, thức ăn nó dư lắm nghe. Dư lắm. Mỹ chưa hề đói thiếu. Nó tiết kiệm của cải vì vấn đề đạo đức, chứ không phải là vì vấn đề nghèo đói mà nó tiết kiệm. Nó vì vấn đề đạo đức, nghĩa là nó giữ gìn của cải tài sản. Ăn cần ở kiệm là do vì nó ý thức được là lương thực dư giả thế này phí phạm tội, hãy nhường cái phần lương thực này để cho người nghèo. Chứ còn vấn đề đói thì nó chưa bao giờ biết đói. Ngũ cốc nó thẳng dư, thức ăn nó thẳng dư, của tiền nó thẳng dư, vật chất nó thẳng dư. Nó không có cái chuyện là bần tiện, keo kiệt, không có. Thức ăn đối nó không có keo kiệt nghe. Thế rồi trong cái cách thức của chúng ta sống ở Việt Nam thì thưa các vị, cái văn hóa chúng ta nó không phải là văn hóa của thức ăn dư thừa. Chúng ta tiết kiệm có khi không phải vì vấn đề đạo đức, mà tiết kiệm vì vấn đề đói nghèo triền miên của quốc gia. Đói nghèo nó thấm vào máu chúng ta rồi, cho nên chúng ta rất là sợ nghèo, sợ đói. Cho nên cái tiết kiệm của nhà chùa ở Việt Nam á, đôi khi nó không có mang cái tính đạo đức, mà nó mang cái tính là cần kiệm của những quốc gia lâm vô tình trạng thiếu lương thực. Cộng với cái nền văn hóa nhà chùa và cái văn hóa được đào tạo trong xã hội, cho nên đến đây là thưa các vị, cái thành phần trẻ có mặt nơi đất Mỹ này đi tu không phải đơn giản. Một cái việc là cư xử, cái giai cấp trong chùa quy định, cái cách cư xử, lễ mễ trong chùa nó chịu không nổi rồi. Khó vô cùng vậy. Và thưa các vị, cái văn hóa mà khủng bố Việt Nam đem qua đây mà trừng trị mấy em thì làm sao nó sống còn được. Và đa phần những vị thầy lớn hoặc những sư cô già, sư cô lớn á, đều quen cái phong cách, đó là cái văn hóa khủng bố nghe. Khủng bố, làm cho nó sợ sệt để trị nó, dạy nó cho được.
bắt nó phải ngồi, phải đứng, phải đi, phải cúi đầu, phải khom lưng như thế nào để biểu hiện cái sự cung kính đối với các bậc trưởng thượng. Điều này một phần nào nó cũng đúng. Tại sao nó đúng vậy? Khi vị thầy hoặc vị ni sư kia có đủ đạo hạnh thì nó tự kính trọng, mà kính trọng không hàm nghĩa rằng nó phải quỳ bằng hai đầu gối. Kính trọng nó có cái nội hàm rằng là cái điều gì nó nể phục từ trong trái tim nó thì nó kính trọng, chứ đâu cần bắt nó kính trọng. Anh đè cổ biểu kính trọng thì chuyện đó nó vô cùng là kỳ cục. Thứ hai là nó có thể kính trọng, nhưng mà cái đó rất là lừa dối. Kính trọng vì muốn có một cái mục đích gì đó. Ví dụ như tôi xuất gia với một ni sư, ni sư bắt tôi là phải hầu hạ nè, phải cung kính, phải vâng lời một phép nè. Tôi có thể làm điều này dễ dàng, tại vì tôi biết rằng sớm muộn thì bà cũng chết. Mà cái chùa thì lớn quá, thì điều này nó không phải thật nghe. Cho nên thưa các vị rằng là với cái văn hóa khủng bố như vậy, nó không có hợp để cho một số các em, người nữ nơi đây xuất gia. Người nam có khi nó rất là dễ hơn người nữ nghe. Người nữ xuất gia nơi đây tìm một cái môi trường có pháp để học, có pháp để hành trì, vị ni sư đó có đạo hạnh để cho mình tôn kính, để cho mình tu tập, để cho mình nương theo. Dường như kiếm cũng không có đơn giản. Kiếm một mái chùa có nề nếp tu để cho mình có một cái sinh hoạt hẳn hoi, mình liên mình vào đó để dâng hiến cuộc đời mình cho Tam Bảo cũng rất là khó khăn. Chùa thì nhiều, nhưng mà những tiêu chuẩn đặt ra nó không đơn giản cho người tu chúng ta. Và thường thì chùa nào cũng vậy, chọn người trụ trì hoặc là người trong nom, thưa các vị, chọn những người có hạ làm cao. Hạ làm cao nơi đất nước Hoa Kỳ này khó khăn là đa phần các vị đều tới cái tuổi trung trung niên mới đi tu, cho nên làm gì có hạ làm cao. Cỡ 40 hạ làm thì là già tới 80 tuổi mất rồi, tức là khoảng 40 xuất gia thì tới 40 hạ lạp thì lụm cụm mất rồi. Cỡ như mấy chị này mà đợi cho tới hạ lạp đủ để trong nom cái chùa thì lúc đó lẳng mất tiêu rồi, chứ còn đâu mà trong nom cái chùa. Cho nên phải mời các ni sư ở Việt Nam qua, mà các ni sư thì đều lâm vô tình trạng như vậy cả. Nói vậy có khi mất lòng, nhưng mà tối thiểu thì 80% nghe, 80% được đào tạo trong cái văn hóa như vậy, tức là văn hóa xã hội như vậy, văn hóa của cơ chế nhà chùa quản lý như vậy, cộng với cái tính cách văn hóa nghìn đời của chúng ta, đó là chúng ta rất ư là chi, rất ư là chi, rất ư sợ đói. Và cái văn hóa Việt Nam cũng có cái kỳ lạ, đó là thưa các vị, rất là chuộng trình độ tri thức học thuật. Một cái điều nó rất tiêu cực nữa là chuộng cái dòng dõi nghe, dòng dõi. Ở đời mình không có phải là dòng dõi con của nhà Nguyễn Phước, tức là không có phải công tần tôn nữ tạ thị toàn ten gì cả. Dòng dõi bình thường thôi. Do vậy cho nên tới chừng tu rồi, người ta thấy rằng là tự nhiên mình gắn đời sống mò cua bắt ốc của mình vô cái dòng dõi là cao quý của Đức Thế Tôn. Cộng với niên đại tu của mình tới mấy chục năm rồi, do vậy cho nên người ta cảm thấy là rất ư là tự hào về dòng dõi. Cho nên họ gắn kết, họ chặt với một cái tông môn, một cái dòng tu. Họ rất tự hào về dòng tu của họ. Rồi cái điều tiêu cực nó cộng vô nữa thế này, đó là thưa các vị, ví như có tài học hành tới nơi tới chốn thì con người đó có thể là đã có một cái trình độ tri thức nhất định ở cái tầm cao, cho nên họ đến xã hội Hoa Kỳ, họ tiếp xúc với cái văn hóa Hoa Kỳ, tự nhiên họ học được rất nhiều điều, tự nhiên tâm họ mở ra, tự nhiên họ có thể làm được một cái gạch nối để bắt cái nhịp cầu cho người trẻ nơi đây đến với chùa xuất gia tu và sống còn nghe. Thế thì cái tội nghiệp là cái hạn chế của họ về trình độ tri thức. Họ không thể tiếp xúc được với cái nền văn hóa xã hội mở như đất nước Hoa Kỳ. Họ cũng chẳng từng vác xác đi làm một ngày nào để kiếm tiền, để cọ xác với xã hội Hoa Kỳ.
Thế thì cộng bao nhiêu cái điều tiêu cực lại, thưa các vị, các em ở nơi đất nước này mà vô chùa đó sống thì coi chừng chết bỏ chứ cũng khó sống lắm. Mà nếu muốn sống cho được thì phải làm chi? Làm chi? Thưa các vị, tự nhiên là các vị phải học lại cái văn hóa của Việt Nam, phải đi ngược lại những cái điều các vị đã thừa hưởng nơi đất nước Hoa Kỳ này, một văn hóa mở, có ít nhiều cái phần bình đẳng của nam nữ, có ít phần bình đẳng của xã hội Hoa Kỳ, các vị mới có thể kho mình sống trong những cái ni viện như vậy. Khó khăn ở các cô là như vậy, rất khó, rất khó. Và cái điều này nó nhan nhản rất là nhiều trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Khó thứ hai đó là một số các vị trưởng thành nơi đất nước này, đến tuổi trung niên cảm thấy cái nhu cầu mình muốn tu tập chán đời rồi, cho nên sẵn có của tiền lập cái chùa, rồi cũng làm sư bà, làm ni sư với người ta, rồi cũng mở đạo tràng, rồi cũng thu nhận người xuất gia. Cái khó của cái tầng lớp này khi hình thành một cái trung tâm tu đó là do vì họ mới tu, có khi họ cũng có tâm lành đó. Thế nhưng mà cái con đường tu để trở thành một người đức hạnh đó không phải là cái chuyện mì ăn liền, khó khăn là vậy. Các vị có biết rằng cái nhân cách của người tu có khi phải mất tới 10, 20 năm à, mới có thể tạo thành một nhân cách người tu nghe. Anh đi, anh đứng cho nó đàng hoàng, anh nói, anh ăn, anh ngồi cho nó tỉnh tại. Anh tiếp xử Phật tử tín đồ, nó không còn tập khí nhân gian thì có khi mất cả 20 năm chứ không ít đâu. Mình nói 20 năm là mức độ trung bình đó. Đó là với những người có trình độ nhất định, họ biết nhận diện, họ học, họ không cần ai dạy nhiều đâu. Thế nhưng mà khó khăn của chúng ta là tập khí là một cái thứ vô hình nhưng mà nó gắn vào trong từng tế bào, từng hạt máu ta, cho nên thưa các vị, mới tu chừng 15 năm mà mình có điều kiện mình xây một cái chùa rồi tiếp độ ni chúng thì không có đủ đức hạnh để cho người ta nương vào tu học. Ví dụ như đủ nhân duyên đến mình là xuất gia thì mình cũng dạy người ta không được. Có thể dạy về pháp hành, có thể đi học ở Miến Điện, ở Tích Lan, ở những cái trường thiền, thưa các vị biết pháp dạy cho người ta tu. Thế nhưng mà cái tu nó chỉ một phần thôi nghe, còn cái phần thứ hai là cái biểu lộ của đời sống bên ngoài, đó là nhân cách. Ngay cái việc mặc áo, ăn cơm, đắp y, đứng đi, nói cười, tiếp xử Phật tử, nó cũng là những bài pháp biểu hiện đến độ sinh đó chứ. Nhưng mà trong cái quá trình tu thì mình mới có 10 năm, 20 năm thì dường như nó chưa thấm, cho nên cũng rất khó khăn. Tóm lại cái điều này, thưa các vị, mình chia sẻ để cho các vị ý thức rằng là mọi pháp cúng dường giữa trần đời này, cúng dường đời sống tu là cúng dường cao quý nhất. Thế nhưng đời sống tu muốn cúng dường cho được á, thì trái tim của các vị phải bốc lửa, phải thiết tha lắm. Bằng không á, thì thưa đại chúng rằng cái bước cạn nhất nó sàng lọc chúng ta đó là tự nhiên chúng ta rất ham tu nhưng mà vác xác tới cái chùa nọ chùa kia cái mình thối bùa đề tâm mất, gặp mấy ông thầy mấy bà sư cô sư dữ quá, đó là mai thấy thối bùa đề tâm trở về thì mai nghe, rủi hơn là chi xuất gia rồi mới thối bùa đề tâm, thế thì đổ nợ, tại vì lúc bấy giờ không biết đi đâu, chán đời vô chùa rồi chán chùa rồi chạy đi đâu. Và vô lý, thưa các vị, mình cứ làm người lông bông chạy tới chạy lui lanh quanh sao, cho nên thưa các vị rất khó khăn trong cái đời sống hành đạo nơi đây. Đại chúng là tới một cái tuổi nào đó thì những cái điều về nhân quả của Đạo Phật dạy tự nhiên mình chứng nghiệm rất ư là dễ dàng trước mắt mình thôi. Mình có một bà chị ở Việt Nam, thưa các vị, bà lấy chồng rồi gặp cái ông chồng thứ nhất là rất ư là vô văn hóa, uống rượu say như hủ chìm, rồi uống rồi về thì cạch vợ ra đánh cho một trận đòi tiền, uống chưa say chưa chịu về, và dường như không biết làm gì ngoài cái chuyện sáng thì vác xác tới uống cà phê, trưa về lay quay làm chút gì đó rồi chiều cạch vợ ra đòi tiền đi uống rượu, rồi cứ vậy.
Thế là chỉ khổ vô cùng, gọi là trần khổ cuộc đời đối với những ông chồng như vậy. Thế là may mắn thai còn hơn, uống sai về cũng đi cũng té như mưa cũng chết. May chứ gì. Không ai thương tiếc gì con người như vậy cả. Hành vợ, hành con và làm cho và cả gia đình bố mẹ người ta đều rất ư là căm phẫn mà không biết làm sao. Mỗi lần khuyên chỉ nói cái nghiệp con vậy rồi bây giờ sao rồi. Thế rồi ông chết xong rồi thấy gia đình dường như là chỉ có không buồn khóc một tiếng nữa, tại vì mừng quá khóc gì nữa. Cái tội nghiệp thưa các vị. Thế rồi loay hoay 3 năm sau na thêm ông Kháng về. Thế rồi mình hỏi chứ cái ông mới này khá không chị? Nó ôi trời, ổng uống rượu giống như ông kia thầy. Nó sao kỳ vậy? Cái đó mới nghiệp đó. Mình cả nghe nó tại sao chị đã trợt vỏ dưa rồi bây giờ chị thấy vỏ dừa chị không sợ sao mà đi kiếm, nó kiếm kỹ lắm đó thầy. Nghĩa là lựa đàng hoàng, lúc ông đến ông chăm sóc con cái của mình rất ư là dễ thương, ông nói năng rất là hòa nhã và ông đâu có thấy có cái mùi rượu gì đâu. Thế rồi ông về ông sống với mình chừng khoảng chừng vài ba hôm nó mới biểu hiện cái mặt thực ra là ông coi mấy đứa con như là kẻ thù và ông cứ nạch nọc mình ra ông đòi tiền nữa. Thầy coi đúng là nghiệp, mình nói cái này không phải nghiệp của chị. Tâm thức như thế nào thì nó xui cho mình dính với hoàn cảnh như thế ấy nghe. Tâm thức là cái ăn mày thì đi ra đường chơi chỉ có chơi được tên ăn mày nữa nghe. Tâm thức là một hoàng đế, nhân cách là một hoàng đế thì các vị đi cùng trời. Các vị muốn thân thiện cái tên ăn mày nó cũng không thân thiện được, tại vì cái nhân cách của người ta, thưa các vị, nó tạo thành một vùng ánh sáng của cơ thể. Muốn đổi nghiệp, thưa các vị, không phải là mình lựa bên ngoài để đổi được đâu nghe, mà đổi nghiệp đổi từ bên trong. Từ cái điều ví dụ đó là trở lại, thưa các vị, một đời ta như nhau, ta và các bậc hiền thánh giống nhau, ta và những con người phúc lạc giữa trần đời này không khác. Tức là đồng đẳng về cái chuyện có mặt thì theo với quy luật vô thường là bệnh, già và chết. Thế nhưng khác biệt là người ta thông minh, người ta có tu tập, người ta sống được với đạo thì một đời không có bất hạnh cho chính họ, không có tạo nghiệp xấu để họ tương lai sinh về bất cứ nơi đâu. Còn mình vũng thì một đời mình làm chi? Mình cứ lây quay hết cái nghiệp này tới nghiệp khác, hết ông chồng say rượu thì tới ông chồng ôm cái uống rượu đi sai. Thưa các vị cứ vậy thôi. Tại vì anh không đổi được nghiệp bên trong thì bên ngoài nó tạo thành cái hoàn cảnh, cái môi trường nó đáp ứng với cái tâm thức anh bên trong thôi. Tâm như thế nào, hoàn cảnh như thế ấy, tâm ta ra làm sao thì ta sẽ tìm những người hôn phối, nó cùng một cung bậc như vậy nghe. Cho nên với các ông và các ông đổ thừa rằng sao cái bà xã tôi khó ưa, thưa các vị đổ thừa sai. Hãy đổ thừa tại tôi quá khó ưa cho nên tôi dính phải cái bà này. Đừng có đổ thừa người khác, hãy đổ thừa mình thôi. Nó là như vậy. Đây là nguyên tắc của nghiệp, đây là nguyên tắc của một loại sức hút, nó tự nhiên nha. Và hai điều này thưa các vị nó cho chúng ta cái nhận diện rằng là cũng đời sống như nhau, cũng sử dụng một hình hài tứ đại như nhau, nhưng mà tùy vào cái khả năng của các vị, tùy vào cái nhân duyên các vị học đạo và tu tập nữa, thì nó làm thành cái sự thay đổi một đời, thay đổi nhiều đời. Phàm thánh trời người như điển phất là như vậy. Và cái điều khuyên cho nhau ở nơi đây đó là thế này. Một đời sống mình nó quá quý, không tìm đâu được khác, không tìm được đời sống nào để các vị di chuyển tâm thức qua. Các vị chỉ có thể di chuyển tâm thức các vị khi mất hình hài tứ đại này nghe. Và cái tội nghiệp thứ hai thưa các vị là khi mình di chuyển tâm thức qua một hình hài ngũ uẩn khác thì toàn bộ quá khứ của mình ngay bây giờ dường như mình không còn nhớ đâu. Chứ chi mình nhớ rõ một một rằng là trong kiếp quá khứ mình thế này thế nọ thế kia, thì kiếp tương lai mình sẽ thay đổi được đời sống mình. Thế nhưng mà cái khó khăn của chúng ta là một tâm thức mà nó chuyển qua một hình hài năm bữa khác thì thưa các vị toàn bộ quá khứ mình nó chìm vào hư vô mất. Chỉ có cái loại tập khí rất sâu thì nó không quên thôi, chứ thường thường thì lý lịch của các vị quên hết.
Có một vài trường hợp người ta còn nhớ lại lý lịch cũ. Họ sinh ra họ còn nhớ có ông A, con bà B. Nhưng mà điều này thì nó làm thành cái khó khăn trong đời sống của họ. Giống như những chuyện tái sinh ở Ấn Độ hoặc ở nơi đâu các vị biết chứ. Họ tái sinh thành em bé. Thế nhưng họ nhớ mồm một rằng họ đã từng làm vợ của ông kia ở làng đó làng kia. Thế rồi tìm đến nơi thì quả đúng như vậy. Ông kia bây giờ thì trở thành ông già 80. Còn cô bé này thì năm nay mới 15, 17 tuổi. Rồi chuyện gì phát sinh? Nó trở thành là lộn xộn trong cái thế giới, trong cái xã hội đời người hết. Do vậy cho nên nếu nhớ lại chuyện cũ thì cũng là một bất hạnh. Không nhớ là chuyện cũ cũng là một bất hạnh. Chỉ có một điều nó giúp cho chúng ta vượt ngang bất hạnh, đó là các vị làm thế nào ngay hiện đời này. Cái tập khí tu tập, cái tập khí thánh hiền, cái tập khí của một con người lành thiện, nó trở thành cái tính cách của các vị. Thế thì các vị có thể di chuyển qua bất cứ một hình hài nào, các vị liền làm cho cái nội lực, tức là tập khí các vị nó bật lên. Điều thứ nhất, khi có được cái tập khí như vậy, cái nghiệp lực như vậy, thì lúc chúng ta còn là thần thức đó, thì chúng ta liền định hướng được cho cái sự tái sinh của mình nghe. Có nghĩa là khi chúng ta gá vào bất cứ một cái thai bào nào đó, thì thai bào đó nó phát triển theo cái dòng nghiệp của chúng ta, nó phát sinh. Nó liền làm được một cái khuôn mẫu nhất định ban đầu, đó là thọ mạng theo với phước lành của ta đã tạo mà ta ghé lại. Thọ mạng nó theo với phước lành của các vị. Cái dấu ấn này nó có mặt liền trong cái lúc thọ thai thôi, chứ không phải đợi tới lâu dài. Điều thứ hai, phước lành của các vị nó có sẵn do các vị đã tu tập, cho nên các vị có thể ghé vào một gia đình đó bố mẹ chúng ta có thể nghèo, có thể xấu đuôi, xấu điếc. Thế nhưng mà các vị có mặt nơi đó thì cái sự phát triển của DNA đó, nó theo với phước lành của các vị, nó tạo thành hình thể sắc vóc của các vị nghe. Rất nhiều cặp cha mẹ, thưa các vị, nó đâu có đẹp gì đâu, thế nhưng mà sinh con ra như thiên thần. Rất nhiều bậc cha mẹ, thưa các vị, ở những cái vùng bùn lầy nước động, không có văn hóa gì cả mà sinh con ra năm lọc mười lừa đẩy đưa, cuối cùng nó học hành, nó thành tựu học vị, nào là tiến sĩ, nào là kỹ sư. Chuyện này bình thường. Phước của mỗi sinh vật, mỗi con người, thưa các vị, nó ghé là hành tinh này, nó có định sẵn từ ở trong tâm thức, cho nên nó tạo thành một cái loại DNA rất ư là hoàn thiện, để nó có thể sống được 70 năm, 80 năm, để nó có thể đủ điều kiện thuận lợi để nó phát triển được năng lực, phát triển trí tuệ, phát triển đời sống tâm linh theo như phước lành mình đã tạo trong quá khứ. Thế thì một đời sống như nhau, nhưng mà nếu ta sống bằng con đường hướng thượng, hướng thiện, tu tập á, thì điều thứ nhất là không phí một đời ngay hiện thời. Điều thứ hai, tạo thành một cái nền tảng rất là vững để cho các vị có mặt lại trong nhiều kiếp tương lai. Kỳ thực rằng tương lai nó không phải xa, không phải do Thượng Đế thần linh, mà nó do chính các vị nắm vận mệnh của chính mình nghe. Mình hủy diệt mình ngay bây giờ thì mình cũng đang hủy diệt mình của tương lai. Mình làm cho đời sống mình giàu có ngay bây giờ bằng cái năng lực tu tập, bằng cái phước lành đã tạo, mình cũng đang tạo cho mình một kiếp sống tương lai ngay bây giờ. Ngay kiếp hiện tại các vị định hướng cho tương lai được. Thêm một điều nữa, mình tưởng rằng quá khứ mình không thay đổi được ư? Thưa không, các vị có tu tập thì các vị đổi luôn quá khứ của các vị á. Ai cũng biết một điều rất dễ hiểu, đó là ngày hôm nay sẽ đi ngang qua và sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Cuộc đời mình nó đi dần tới. Thế thì ngày hôm nay nó càng lùi xa thì nó càng trở thành quá khứ của các vị. Cho nên thưa các vị, tu tập đổi thay quá khứ có hàm nghĩa rằng mình đổi thay luôn từng ngày để bước vào ngày mai, bước vào năm tới thì mình có cái quá khứ đẹp đẽ thiện lành của năm nay. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, với người có tu tập thì không những họ thay đổi họ mà họ thay đổi ai nữa? Người chung quanh nghe. Này bố, này mẹ, này chồng, này vợ, này con, thưa các vị, nó theo với cái năng lực tu của các vị mà nó thay đổi hoàn toàn. Có khi không cần làm gì hết á.
từ cái sự tu tập của các vị nó tự thay đổi người khác thôi. Cái mức độ sâu xa của con đường tu tập đạt đến trạng thái tâm vô niệm, sống với cái thể tâm bất động thì ta chưa nói nghe. Thế nhưng mà ở cái mức độ tâm sinh diệt hữu vi thôi, tâm các vị mà thiện lành, tâm các vị mà đầy yêu thương, thế thì nó có một cái vùng năng lực tỏa rộng thế này, nó chạm đến trái tim của người khác, không cần nói. Do vậy cho nên có một người tu trong nhà là phước điền của một gia đình, của một dòng họ. Tại vì gia đình ta, dòng họ ta, người thân ta, ít nhiều chi thì họ cũng có một cái loại nghiệp gắn liền với ta, cho nên ta ghé lại đó. Người ta nói một câu rằng là máu loãng cũng hơn nước lã chứ, dù bà con xa hay gần chi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, có một người con, một người cháu trong gia đình đỗ đạt thì có khi cả nhà người ta cảm thấy rất ư là tự hào đối với trong gia tộc có một người nghe. Cái điều này văn hóa Việt Nam rất là tự nhiên thôi. Chưa nói ai chi xa, nói tôi. Làm thầy tu có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, bà con dòng họ nhà quê họ rất tự hào, nói cháu tôi là thầy Phước Tỉnh đó, họ làm như thầy Phước Tỉnh là ông tổng thống không bằng. Họ cứ đầy cái sự gọi là tự hào về có thằng cháu là thầy Phước Tỉnh. Mình cười ngắt rồi nói có gì đâu mà thầy Phước Tỉnh mà phải tự hào. Nói có chứ thầy, năm xưa thì không cần nhưng bây giờ thầy già rồi cho nên thầy có giá. Rồi nó già có gì đâu có giá. Họ nói không, già có giá chứ. Tại vì cả một cái vùng thôn quê này chưa có ai mà đi tu từ bé như thầy, cho nên bây giờ tự nhiên nói với thầy Phước Tịnh, ta cảm thấy rất ư là hãnh diện. Bây giờ muốn kiếm một người tu vậy thì phải đầu tư, mà đầu tư bây giờ thì họ chết mất rồi, làm sao hưởng được cái dạ là cái danh dự của một người có đứa cháu đi tu. Thưa các vị, cái làng quê của mình ngày xưa, mình chỉ cần có mặt ở ngoài con đường, xe chạy thôi, mình băng qua cánh đồng mới tới nhà nghe. Cả một cái xóm bên cái giăng cây phía này, nhìn ra trên cánh đồng trắng vắng mênh mông, ruộng lúa cắt xong rồi đâu có bóng cây gì đâu. Thấy cái ông thầy tu mặc cái bộ đồ lam, đội chiếc nón lá, tưởng khi đi về là cả xóm con nít nó chạy về, nó báo cho bà già nói, con bà về rồi kìa bà Tám, con bà về rồi kìa. Cả xóm, tại vì không ai tu cả, có mình thôi. Từ cái điều ví dụ đó, mình trở lại thưa các vị, cũng một đời sống như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị sử dụng một đời đi về cái hướng thiện lành, đi về cái hướng tu tập, thì ngay một đời mang lợi ích đến cho chính mình, mang lợi ích đến cho nhiều người, chứ không phải một hai người nhé. Đây là câu thứ hai. Xin lặp lại là thánh phàm trời người gì cũng đến và đi sinh diệt như ánh chớp. Thế nhưng nếu các vị sử dụng một đời sống các vị xứng đáng, hữu ích, đưa đời sống mình lên con đường hướng thượng, hướng thiện thì nó khác. Nó khác đây nghĩa là nó thành tựu được nghiệp lành. Nó giúp cho các vị ngay một đời an lạc hạnh phúc, nhiều người an lạc hạnh phúc. Và đời sau phước lành này đẩy các vị để các vị sinh ra trong một cái môi trường lành thiện, sinh ra trong một điều kiện tuyệt vời để các vị có thể tiếp tục cái con đường tu tập cho đến thành tựu quả vị chánh giác. Câu thứ ba, tâm thể không phị thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực. Ấy giờ chưa chịu biết. Đại nghe thầy giảng. Thôi hỏi lại đi mình. Dạ. Yeah. Yeah. Xóa cái này đi để mình chát. Hai câu này rửa rồi kỹ ha. Tâm thể vô thị, diệt vô phi. Tâm thể vô thị, diệt vô phi.
Phật tánh phi hư hữu phi thật. Thưa đại chúng, là cái câu này mình có thể nhìn bằng hai cấp độ để giải thích nha. Bản chất tâm của chúng ta, thưa các vị, cái phần sâu thẳm nhất được gọi là alaya thức. Alaya thức tức cũng gọi là tàng thức. Tàng thức. Nhắc là alaya. Cũng gọi là thức thứ 8 luôn. Đúng đó. Thưa đại chúng, là cái thức này nó có công năng là nó chứa tất cả hạt giống của các vị. Nó phi thiện phi ác. Nó không có lựa chọn gì cả. Và cái lựa chọn đó là ý thức. Còn cái thứ hai nữa là cái khả năng của thức thứ 7, khả năng chấp ngã đó. Các vị có biết rằng là khả năng của thức thứ 7 là nó luôn là thấy cái tàng thức này, đó là nó. Và ý thức thì nó có công năng là nó đưa hạt giống đi vô thôi, hoặc là nó lấy hạt giống đưa ra thôi, chứ nó không có cái trách nhiệm gì nhiều. Và tùy vào cái mức độ nhân duyên ta quân tập, nếu bên trong tàng thức này mà cái hạt giống ô uế quá nhiều, hạt giống phiền não quá nhiều, thì mỗi lần ý thức nó tiếp xúc với bất cứ cái gì á, thì nó lôi cái món hạt giống trong đây á, nó đem ra, nó đối chiếu. Thì thưa các vị, nó làm cho mọi thứ nó tiếp xúc trở thành bị nhỡ màu, bị nhiễm ô. Giống như là mình mang cái kính màu vàng thì mình thấy mọi thứ màu vàng, mang kính màu đen mình thấy mọi thứ màu đen. Cái hạt giống mà chứa thiện pháp nhiều, thưa các vị, tự nhiên là ý thức nó đem vô rồi nó đem ra, thì đa phần nó đem những cái phần thiện lành nó đối chiếu, cho nên mình dễ có cái nhìn tha thứ, rộng lượng, bao dung. Đây là cái điều thứ nhất theo cái quy trình rất là tự nhiên nha. Rồi cái điều thứ hai mình giải thích điều này để cho các vị đón nhận rất là dễ, đó là thế này. Đó là cái dòng tử sinh nghiệp thức của ta, thưa các vị, nó không khuyến khích ta làm lành. Nó không khuyến khích ta làm lành. Tại vì cái sự vận hành của thiên nhiên vũ trụ vạn hữu á, nó muốn chúng ta là quay tròn sinh và diệt. Cũng giống như là hành tinh này, nó có một quy luật là cái trọng trường của nó, cái sức hút của nó, nó không cho phép bất cứ một cái vật chất nào, một cái sinh vật nào ở trên mặt đại địa này rớt ra đó. Phải không? Sức hút nó là nó hút để cắm đứng xuống mặt đại địa này, để sống còn ở đây. Bản chất của mẹ chúng ta là mặt đất này, thì nó là cái quy luật của nó là thành trụ hoại không, phải không? Do vậy cho nên tất cả những loại sinh vật có mặt trên đại địa này không có thứ nào tuổi dài bằng mẹ đất cả. Mẹ đất là nền tảng sinh ra mọi thứ, nó chỉ có thể kéo dài như kim cương, như đá, vân vân, thưa các vị. Nhưng mà nó cũng tan biến khi cái hành tinh này vỡ vụn thì không thức chi gì còn hết. Cho nên cái nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu, của dòng chảy luân hồi đó, là nó muốn các vị đi vào dòng luân hồi nghe. Muốn các vị đi vào dòng luân hồi. Tại vì cái nguyên lý nó là như vậy. Cho nên anh sống làm sao? Sống nhưng mà nó luôn muốn cho chúng ta khi sinh ra, khi trưởng thành thì cái đời sống, cái tính dục tự nhiên nó phát triển để mình đi vào cái con đường ba cõi sáu đường. Đây là cái nguyên tắc mà vũ trụ vạn hữu trong cái chu kỳ luân hồi nó muốn mọi chúng sinh đều phải ở trong cái sự ràng buộc của nó. Cái từ trong nhà Phật gọi là cái lực của ma dương đó. Nhưng mà cái lực ma dương, thưa các vị, đó là cái từ chỉ cho cái dạng là nghiệp thức luân hồi của vũ trụ vạn hữu nó xu khiến anh. Đây là cái điểm thứ nhất ta hãy nhận cho ra. Bằng không thì ta cứ nghĩ rằng là mình tu đó là cái chuyện rất ư là tự nhiên, thưa không.
Tu là một cái việc vô cùng quan trọng, là các vị đi ngược vào cái vòng quay của vòng tử sinh luân hồi. Các vị muốn làm ngược lại, các vị muốn rớt ra khỏi hành tinh, các vị không muốn sống cắm rễ trên mặt đại địa này. Từ cái điều đó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là tâm thức chúng ta nó cất chứa hai loại hạt giống lành và không lành, do ý thức mang vào đưa ra đó. Nó có một khuynh hướng chung, đó là chi? Khuynh hướng chung đó là do vì nghiệp thức từ quá khứ cho tới hôm nay, mỗi một lần có mặt ta làm một loại sinh vật thì ta đều chấp ta là loại sinh vật ấy. Ví dụ như mình mang cái lớp áo của con chuột thì mình thấy ta là con chuột. Và cái thức thứ bảy là thức bản ngã, thì con chuột nó phải luôn bảo vệ cái thân của nó. Nó có cái khả năng là ngửi được mùi của rắn, nó có khả năng là biết được nơi nào có thể lâm vô tình trạng chết chóc, nó có khả năng là đào cái hang thì phải đào có tới 3 cái ngách để có thể chạy cho được. Tại vì cái thức thứ bảy dù nó mong manh, nó không có sự chấp ngã lớn như loài người, nhưng mà nó đã có để nó bảo vệ cái đời sống của nó, cái chu kỳ thọ mạng của nó cho tồn tại nghe. Thế rồi lớn hơn cái loài chuột như loài voi chẳng hạn, thì cái thức của nó tuy mong manh nhưng mà thưa các vị, nó cũng đủ sức để nó bảo vệ cái loài voi để sống hết một cái chu kỳ tuổi thọ. Do vậy cho nên vào mùa hạn hán của châu Phi thì voi nó làm chi? Nó biết di chuyển đến những cái vùng đồng cỏ để nó sống còn. Và cái mùa xuân trở về miền Bắc châu Phi thì nó lại lội ngược từ miền Nam trở về miền Bắc, trở về cái nơi có cỏ để sống. Gần tới lúc bỏ hình hài, thưa các vị, loài voi nó biết tìm về cái tha ma mộ địa của nó để nó bỏ xương của nó. Cho tới bây giờ người ta không có biết rằng là cái vùng mộ địa của voi ở đâu á. Tại vì họ rất thích ngà của nó, phải không? Thế thì thưa các vị, cái thức thứ bảy của loài động vật nó cũng có khả năng nó bảo vệ được đời sống của nó, bảo vệ chủng tộc của nó. Cái chu kỳ tiến triển như vậy, nó hình thành từ lớp sinh diệt của chúng ta, cho nên tới một cái lúc chín mùi như loài người thì trong tàng thức của ta nó chứa hai phần nghe. Mà cái phần nào nhiều các vị biết không? Cái phần nghiệp thức, cái phần bản ngã, cái phần phàm tâm, cái phần nó giúp cho mình để mình cuộn tròn trong luân hồi sáu đường thì nó lại nhiều, mà cái phần thánh pháp mình quân thì nó ít nghe. Đó là mình lý giải cái căn bản ban đầu. Thế rồi từ cái phần thánh pháp rất ít, phàm tâm rất nhiều này, các vị biết rằng là nhìn cho tỏ tường thì bản chất của A La Gia thức này nó là chi? Vô thiện vô ác. Nó đơn giản chỉ là kho chứa thôi. Tùy vào ý thức của anh, tùy vào bản ngã của anh đưa vô cái chi thì nó nhận cái ấy thôi. Do vậy cho nên mình tu thì không phải tu trên cái tàng thức, cũng không phải tu trên cái ý thức là thức chấp ngã nghe, mà tu trên ý căn là ý thức, là thức thứ bảy chấp ngã, mà tu trên ý thức sinh diệt đó. Tại vì cái khả năng phân tích, khả năng lý luận, khả năng học hỏi chánh pháp, khả năng để cho mình tiếp cận với đạo, định hướng cho cái tư duy của mình thì nó đều xảy ra trên mặt bằng ý thức, chứ còn không thể xảy ra ở chiều sâu được. Hay dùng hình ảnh dễ hiểu là thế này: cả một đoàn người gồm có Sa Tăng, Bát Giới, Tề Thiên, con ngựa đi thỉnh kinh. Các vị biết rằng là cái công trình thành tựu để thỉnh được kinh từ Lâu Âm Tự của ai, các vị biết không? Của Tôn Ngộ Không nghe. Thế nhưng mà phải có Tam Tạng đi theo mới thỉnh kinh được. Tại sao vậy? Tôn Ngộ Không là ý thức sinh diệt rất nhanh, rất bén, rất nhạy. Có thể nhảy một nhảy lên tới thiên đình, có thể chui địa phủ, có thể nhảy xuống biển để nhổ trụ đồng, đánh đông dẹp tây vô cùng là nhanh nhẹn. Thế nhưng mà một mình Tề Thiên qua Tây Thiên thỉnh kinh, Đức Như Lai cho không? Phải có Tam Tạng đi theo, tức là phải đem cả một cái tàng thức này. Mà tàng thức thì các vị nhìn cái hình ảnh của Trần Nguyên Trang đó, các vị thấy là cái con người ngã qua ngã về không có chủ định gì hết đó. Bát giới nói cũng nghe, Sa Tăng bảo cũng ừ, Tề Thiên nói cũng phải, tức là rất ư là chi, thứ ba phải, cái từ ba phải rất là đúng đối với tàng thức nghe. Cho nên thưa các vị,
Cái bản thể của tâm nó không phải không quấy là như vậy. Nếu mình không thông đạt điều này, không thể giải thích được tại sao cái bản thể tâm nó không có thị có phi gì trong đó. Nó là như vậy nghe. Ngay căn bản lúc chưa tu thì cái bản chất tâm của các vị nó là vô thị vô phi rồi. Thế là đạt đến mức độ thâm sâu, là đạt được đến cái mức độ thiền định và có tu tập, thì nó càng loại trừ thị và phi luôn nghe. Tại sao vậy? Thị và phi đó là đi hướng đông và hướng tây. Còn cái này nó không đi hướng nào cả, nó không đi đông và đi tây, tức là nó không có bồ đề, không có phiền não và cũng không có pháp lành, không có phước và vô phước, không có tội và không tội gì cả. Nó vượt lên trên những cái tội và phước. Tội thì chìm địa ngục, phước thì sinh thiên giới. Mà cái năng lực tâm này thì nó siêu việt luôn cả thiên đường và địa ngục, cả phàm và thánh, cả Phật và chúng sinh. Nó không có tên để gọi. Tại vì khi có tên để gọi thì nó có cái vị trí, có cái đối tượng để mình nhận biết. Còn đằng này nó không có tên để gọi. Do vậy cho nên nó phi tất cả thứ, tức là nó không phải không quấy gì cả. Nó là như vậy. Rồi mình ví dụ một cách cụ thể nữa. Thưa các vị, ý thức của các vị đã khởi ác niệm thì gọi là ác. Nó khởi ý niệm lành, tu tập để làm phước, để bố thí, đi cúng dường gọi là thiện. Thế rồi cái phước và cái là tội này, thưa các vị, nó đều là đối tượng để cho cái năng lực tâm của các vị nhận diện đó. Thì cái đối tượng bị nhận diện thì có phước, có tội, có phải, có quấy. Còn cái chủ thể nhìn được phước và tội thì nó vượt ngoài cả phước và tội nha. Vượt ngoài cái thánh và phàm. Nó trắng sạch, nó vô niệm, nó vô trụ. Nó như không rỗng trống thôi. Nó không có cái chi để các vị gọi rằng đây là có phước nè, đây là vô phước gì cả. Cho nên tâm thể vô thị diệt vô phi là như vậy. Thưa đại chúng rằng cái đạo lý này mình thấu đạt thì mình đọc văn học, nghệ thuật, thi ca, truyện ký gì mình thấy có nhiều điều lý thú lắm nghe. Có những con người họ tu ở cái mức độ bình thường, mình thấy chiếu hào quang, thân tướng đoan nghiêm, biểu lộ đạo hạnh cao vời vợi, nói năng thì đầy cái nét từ bi. Thế nhưng mà đạt đến một cái trình độ cao nữa thì thưa các vị, họ giấu bặt luôn những cái sắc thái đạo đức mà cười đời có thể cảm nhận được. Họ bình thường, vô cùng bình thường. Nó không có cái nét gì gọi là đạo lý gì trong đó cả. Để các vị đọc truyện Kim Dung, các vị thấy điều này nhé. Một cái tay gọi là Mộ Dung Bác, phải không? Có ai đọc Lục Mạch Thần Kiếm chưa? Chưa. Thưa các vị rằng là ảnh vô trong bà tàng kinh cát của Thiếu Lâm Tử, ăn trộm một cái quyển kinh ảnh ra anh học lén. Và những cái đòn của ảnh ra rất là âm hiểm, nó tượng trưng cho cái mặt cực kỳ độc ác. Thế là một tay đó là Tiêu Viễn Sơn, bố của Kiều Phong, bố Tiêu Phong á, cũng vô ăn trộm tàng kinh cát của Thiếu Lâm, lại học những cái đòn nó rất là dương tính, nó cương mạnh, nó rắn rỏi, nó màu đỏ rực, còn kia thì cái màu đen nghe. Hai điều này nó tượng trưng như hai cái gì? Một bên là âm, một bên là dương, bên là ác, bên là thiện, bên là phước, bên là quả, bên là thiên đường, bên là địa ngục. Và nó học đến một cái nó ăn trộm mà học đến, đạt đến một cái trình độ giáo thuật tuyệt vời. Thế rồi nhân duyên xảy ra đó là mọi ân oán tình thù gì nó gom lại ở tàng kinh cán, đánh nhau ầm ĩ đó. Thế rồi có vị tăng già bình thường, ổng quét lá vậy. Thế rồi ổng ra ổng nhận diện, ổng nói ta thấy thí chủ rình rình vô trộm những cái pho võ thuật của Thiếu Lâm, ta thấy rất là tội nghiệp, cho nên ta để cái quyển kinh Kim Cang để cho ngươi đọc, mà ngươi đâu có đọc. Thế rồi ngươi cứ lựa bỏ qua. Hôm sau ta thấy ngươi vô ăn trộm kinh để học nữa, ta cũng đem quyển kinh Kim Cang để, mà cuối cùng ngươi không học. Cho tới hôm nay là ngươi học
Như vậy là nó lạc vào nẻo tà, do vì cái tâm ngươi cực ác cho nên ngươi trở thành cực kỳ âm hiểm. Còn cái tên này, Tiêu Viễn Sơn, nó cũng vô, nó ăn trộm võ thuật của Thiếu Lâm, nó học. Ta thấy rất là tội nghiệp, cho nên ta đem cái bộ kinh Pháp Hoa ra, đem cái phẩm gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát để cho mi làm dịu bớt cái lửa thù hận trong mi. Thế nhưng mà mi lựa bỏ qua, mi cũng tìm cái võ thuật mi học, và cuối cùng cho tới hôm nay thì mi cũng nhiễm phải một cái loại nhiễm phải một cái loại bệnh, đó là cương phương quá sức cho nên rồi mi cũng lâm vô cái tình trạng là sắp tai biến mạch máu não tới nơi rồi. Nói cái từ đó thì nó dễ hiểu. Ta nghĩ rằng là các ngươi không biết rằng Phật Pháp nó có thể hóa giải được mọi thứ, và cái tình trạng bệnh như thế này, cái tên này cực âm, tên này cực dương, thế này thì làm sao mà sống được. Rồi hai đứa con, một là Mộ Dung Phục, hai là Tiêu Phong. Nếu lâm vô cái tình trạng là hai ngươi mà giết nhau thì con ngươi nó lại thù, nó lại giết nhau nữa, đời đời kiếp kiếp ân oán giang hồ có đời nào trả xong. Thôi ta vì lòng từ bi, ta giết giùm cho. Để cho dòng họ của nhà Mộ Dung, dòng họ của nhà Tiêu Phong không có thù oán gì nhau. Thế là phất tay cái là tên nọ ngã chết, phất tay cái tên kia ngã chết. Thưa các vị, hai tay nắm cổ hai cái tên to đùng lớn ổng gấp mấy lần. Tức là ổng thì khoảng như tôi vậy thôi đi, nói cho nó dễ hiểu. Ổm tông teo như là anh ghiền. Thế là hai tên đó, một tên nặng 300 phao, sách cổ chạy lên, phăng phăng lên đỉnh núi cao. Hai cái tên con của nhà họ Tiêu và họ Mộ Dung, thưa các vị, chạy trốn chết rượt theo không kịp. Võ thuật cao nhất của võ lâm đương thời. Xem ra chuyện này lý thú hơn nhưng học kinh nha. Thưa các vị, tới chừng lên thì hai anh đầu tiên là thù hận nhau ghê gớm. Thế nhưng là lên thấy là mình bây giờ có kẻ thù chung là cái ông thầy tu ốm o kia, ông là giết người, giết bố của mình. Cho nên tự nhiên là ta quên thù hận, ta cùng rượt theo ông. Lên tới đỉnh núi thì thấy ổng dựng hai cái xác, bắt hai tên nó nắm tay nhau, rồi ổng bắt đầu ổng đặt tay lên trên đầu của hai vị đó. Ổng thuyết thời pháp: tất cả thù hận như nước chảy xuôi dòng, tất cả ân oán giang hồ như điện phất. Mình vừa học đó, như điện chớp thôi. Đời người trăm năm có gì đâu mà thù mà hận. Thế rồi ổng truyền nỗ lực cho để nó giao hòa âm dương lại. Thế rồi hai ông già một lá cái tự nhiên sống lại hết. Thưa các vị, cái niềm thù hận tan biến hết, không còn nữa. Tự nhiên hai ông đảnh lễ phủ phục lại ngài vị thiền sư đó. Vị thiền sư chỉ là quét vườn chùa, lau kinh sách, săn sóc Phật tượng, là một nhà sư quét rác, có gì đâu. Và cuối cùng thì hóa giải được hai cái nỗi thù hận lớn lao. Một tên là cực âm hiểm, một tên là cực hận thù, một tên cực âm, một tên cực dương. Nào thưa các vị, cái điều mình kể đi thưa lại, ở một cái sự hiểu biết của chúng ta đó là chúng ta cứ tưởng rằng là mọi cái biểu hiện đạo đức nè, phẩm hạnh nè, thông tuệ nè, ở mức độ như chúng ta thì chúng ta chỉ nhận diện được những con người được biểu hiện rõ nét thôi nghe. Vượt cao tầng đó mình không biểu hiện, mình không nhận ra được. Có những bậc thầy ở mức độ bình thường ta nhận ra, nhưng mà có những bậc thầy vượt trên mức độ bình thường nhận không ra. Nó bao trùm cả phải và quấy, bao trùm cả thị và phi là như vậy. Ở mức độ phải, quấy, thị, phi, trắng, đen, rõ ràng thì thưa các vị, dành cho giảng tâm thức bình thường như chúng ta, nhưng vượt ở tầng cao của con đường tu tập thì nó vô thị vô phi nghe. Vô thị vô phi. Từ cái ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, đạt đến cái thấy của các vị, hoặc là các vị có một cái mức độ dụng công, các vị thấy rằng là đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, thì chính cái con người nhận diện được buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn ấy, nó vượt ngoài. Ngoài cái chi? Ngoài cảm xúc, ngoài ý nghĩ thì thầm, ngoài phải và quấy, ngoài thiện và ác, ngoài thánh và phàm. Cho nên đó, vô thị vô phi ở tầng cao nó là như vậy nghe. Rồi câu cuối cùng, thưa cái vị, Phật tánh vô hư diệt vô thật, nó không phải là hư vô. Do vì cái năng lực chiếu sáng của tâm bất động, các vị có khả năng loại trừ tới gọi sạch hết mọi phiền não.
Thế nhưng các vị nghĩ rằng là cần đem cái mặt mày của nó ra để tôi nhận biết thì các vị lại không thấy nó được. Tại nó chính là các vị làm sao thấy? Rồi bảo tôi trình cái Phật tánh của tôi ra, tôi trình được không? Không. Cái gì trình được cái đó là vật chất hữu vi, hữu sinh, hữu diệt, hữu đến, hữu đi nghe. Còn cái dạng tâm hành này nó như hư vô, nó như hư không, các vị trình hư không được không? Chỉ hư không được không? Vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô tinh, vô sắc, vô mùi, vô vị nghe. Người ta có thể chỉ bao nhiêu thứ hữu vi được, nhưng mà chỉ hư không, không ai thấy được hư không. Nhưng mà hư không ở đâu vậy? Không, nơi đâu không có. Các vị thở vào, thở ra, ở trong có, ở trong thân các vị có, trong tay các vị có, trong từng mạch máu các vị có, nhưng mà biểu chỉ hư không, chỉ không được. Tóm lại, thưa các vị, nếu ta hiểu được đạo rồi, cái việc vô cùng quan trọng không phải là cái chuyện thắc mắc, không phải là cái chuyện đắn đo, không phải là cái chuyện tin cũng không tin, nhưng mà ứng dụng vào sự thực tập thì các vị khám phá dần, khám phá dần, càng ngày càng có niềm tin vững chắc đối với con đường hành trì, càng ngày càng có niềm tin vững chắc với cái tâm thể bất động vô sinh là Phật tánh của các vị. Cái điều này mỗi người phải tự mình cảm nghiệm thôi, chứ không phải nương vào ai để các vị cảm nghiệm được cả. Nó phải như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mời. Chúng sinh vô biên thệ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện thành. Xin đại chúng duỗi chân ra so bóp một chút.